Alo. Alo, thầy đây. Alo, con chào thầy ạ. Ừ, chào con. Mà như là đường truyền hơi yếu sao ấy mà cứ bị lắc lắc vậy. Nghe rõ chưa? Dạ, con nghe rõ rồi ạ. Hay bây giờ nếu mà không thì con gọi lại đi. Bây giờ nghe rõ chưa? Rõ rồi ạ. Để xem nào. Thầy nghe tiếng hơi lặp để thầy gọi lại cho nhá. Hello ạ. Được chưa? Dạ được rồi, con nghe rõ rồi ạ. Rồi đấy. Con để cái mic ấy, con để cái mic của cái tai nghe ấy lên sát miệng một chút nhá, để thầy nghe con nói to hơn. Còn thầy vâng, thì vâng. Ổn rồi. Rồi bớt vọng đi rồi đấy. Dạ vâng ạ. Và theo như lịch đăng ký của con là cả hai vợ chồng đều phải luận lại giờ sinh đúng không? Dạ vâng ạ, bởi vì các mẹ của chúng con là không chắc chắn ạ. Thôi không có vấn đề gì, luận lại giờ sinh mất thời gian một chút thôi, nhưng mà luận lại mới chắc được. Nói chung là đối với những cái người mà không có giờ sinh chắc chắn ý, thì tốt nhất là là cung cấp một số thông tin thì thầy sẽ luận lại giờ sinh thì mình nghe nó sẽ chuẩn hơn, bởi vì mình đã mất phí rồi thì mình không thể nghe một cái lá số không phải của mình được, nó không giải quyết được cái vấn đề gì cả. Dạ vâng ạ. Ừ rồi, bây giờ thầy sẽ xem cho vợ trước nhá. Vâng ạ. Con rất là háo hức trong thời gian chờ đợi để thầy tiêm cho ấy. Thế à, háo hức thế cơ à? Chắc là con đăng ký cách đây khoảng 1 tháng mà con thấy lâu lắm. Lâu lắm à? Dạo này thì thầy bận lắm nên không có thời gian làm video. Dạo này thì thầy đi suốt thôi, không có thời gian làm video nhá. Dạ vâng. Thế nên là rất nhiều những cái bạn mà xem mới thì sẽ thấy là thầy sẽ không bao giờ up những cái bạn là số bạn ấy lên cả, vì không có thời gian làm video thì lấy gì mà up. Dạ vâng. Thôi được rồi, bây giờ cũng khá muộn rồi, mà tối nay thì phải xem lá số do hai vợ chồng mà phải luận giờ sinh nữa, chứ sẽ lâu hơn rất là nhiều so với hàng ngày đấy. Thì vậy thì vào công việc luôn nhá. Vâng. Thầy sẽ xem cho con trước. Thầy sẽ xem cho con trước. Đợi tí thầy khởi động cái phần mềm này lên đã. Hôm nay là thầy biết là phải luận giờ sinh cho hai vợ chồng con, nên là thầy hủy tất cả những buổi tối đó nhé. Buổi tối thường thường sẽ có những cái người đăng ký, họ kiểm tra vong ấy. Họ đăng ký kiểm tra vong xem có vong tiền duyên này, rồi là kiểm tra lại vong bé đỏ đã siêu thoát chưa, thì hôm nay thầy cho nghỉ hết luôn rồi. Ôi thế ạ. Và bởi vì là luận là số của hai người. Thầy ưu tiên, ưu ái. Thầy luận là số của hai người thì thường khá là lâu. Và con cảm ơn thầy. Thật ra con muốn đăng ký xem mấy người cô, nhưng mà con sợ thật không có nhiều thời gian. Thực ra ấy, mình đăng ký thì mình đăng ký bây giờ đăng ký giữ chỗ, bởi vì là nếu mình đăng ký lâu ấy thì cái thời gian đợi nó càng ngày càng lâu hơn và thời gian nó sẽ lâu thầy hơn. Thầy ơi, thầy cho con hỏi là có nên xem tử vi cho trẻ dưới 13 tuổi không ạ? Có, đối với các thầy khác thì không biết, nhưng mà thầy có bộ an sao và cách luận cho trẻ dưới 13 tuổi, và lúc đó thì cần một cái sắp xếp của các cung nó hơi khác đi một tí nhá. Nó sẽ khác với người lớn của mình. Con trai con rồi, nhưng mà cháu mới được chưa được 1 tuổi ạ. Bây giờ con đọc ngày tháng năm sinh đi nào. Của con ấy. À con đọc ngày âm nhá thầy ạ. Không nhớ ngày dương à? À tại vì là con tự đổi ra ngày âm rồi. Rồi được rồi, con đọc ngày âm đi. Ngày âm lịch của con là ngày 22 tháng 5.
năm 1988. Cái dương lịch thì là mùng 5 tháng 7 1988. Hai mươi hai tháng năm năm 1988 đúng không? Dạ vâng. Nào, con đang phân vân giờ sinh là giờ nào nào? À, mẹ con bảo là khoảng 7 giờ sáng ấy, thì không biết là trước hay là sau 7 giờ. Rút kinh nghiệm của mẹ, chắc giờ con của con chắc giờ sinh chuẩn đến từng phút ấy nhỉ? Vâng, đúng rồi ạ. Chuẩn thế là tốt, bởi vì là con trai của con thì đúng chuẩn từng phút một, tại vì lúc đó con tỉnh lắm, y tá nói là mấy giờ con vẫn còn nhớ lắm. Thế à, thế thì tốt rồi, mai sau cháu xem thì nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Và bây giờ xem cho rất nhiều lá rồi, và thầy nghiệm lý rằng là cái phần xem tử vi ấy, họ đúc kết mấy nghìn năm, thực sự là cái độ chính xác của nó tuy không được 100% nhưng rất là cao. Vâng. Những cái công việc lớn thì tốt nhất là mình nên dựa một phần vào nó. Tất nhiên là thầy sẽ không nói 100% rồi, không ai khẳng định 100% cả. Nhưng nó là cái cuộc sống, và thầy thấy xem cho rất nhiều người và họ phản hồi là đúng, thì có nghĩa là cái độ tin tưởng của nó khá cao. Vâng. Bây giờ thì thầy sẽ lập hai lá số, một lá là trước 7 giờ và một lá sau 7 giờ sáng. Và con đợi thầy tầm khoảng vài phút nhá, vài phút để thầy xem cả hai lá này. Vâng ạ. Ăn tối rồi chứ? Vâng, con vừa ăn tối xong ạ. Tại vì hôm nay là tầm của con là ăn liên hoan, nhưng mà con xin về trước một chút. À thế à, tưởng lại về sớm vâng. Quá thì thầy làm ảnh hưởng đến cuộc vui của con rồi. À không ạ, chúng con ăn từ lúc 6 rưỡi 7 giờ, bây giờ cũng đạt cuộc rồi ạ. Thế à? Không, nhưng mà giả sử hôm nay mà có lịch gì thì con cũng nghỉ, bởi vì là con mong chờ được thầy xem lâu rồi cho nên con. Thế à? Đấy chà, thầy được đề cao quá. Thế này phải xem cách cẩn thận nữa. Thực ra cũng nói thật với thầy là con cũng đang có việc muốn thầy tư vấn cho nên là cũng khéo hức. Thế à? Làm ăn hả? Dạ. Thế này nhá. Dạ. Theo như một số thông tin mà con cho thầy để luận lại giờ sinh chuẩn này. Vâng. Thì con có đi du học và làm việc tại nước ngoài. Thì trong hai lá số này thì có một cái lá số nó hiện rất là rõ. Đó chính là lá số trước lúc 6 giờ là con là thân cư thiên di. Nhưng mà tuy nhiên không thể chỉ vì một cái đó mà luận nó có lúc 6 giờ được. Thì phải xem thêm một số thông tin nữa nhá. Vâng. Năm 2015 của con là có đào hồng, đào hoa, hồng loan và hội thanh long là hạn cưới xin nhá. Mà trong cái năm đó lại tam hợp với mộng dục và văn xương, thế nên là năm đó quyết phát là cưới luôn. Và mệnh mà có thiên việt chiếu về thì con là con trưởng. Và được chưa? Và đúng chưa? Nó là lá lúc trước 7 giờ mệnh của con có thiên việt chiếu về. Nếu không phải là trưởng thì sau này cũng gánh vác như con trưởng thôi. Thế ạ, vâng. Năm 2017 thì con sinh năm đầu lòng. Vâng. Và trong lá số hơn 7 giờ thì không thấy các bộ sao về sinh con. Mà trong khi đó lá của trước 7 giờ ấy thì năm 2017 đã nhị hợp với cung tử nhá. Vậy là con sẽ sinh con vào năm này. Vậy là gì? Vậy là có những dữ kiện như sau. Đó chính là lá trước 6 giờ con là thân cư thiên di, và con đã từng đi học và đi làm ở nước ngoài rồi nhá.
Và hạn, các hạn nó sẽ tập trung chủ yếu vào lá lúc trước 7 giờ, đó chính là lấy chồng vào năm 2015 và sinh con năm 2017. Vâng. Được chưa? Vâng ạ. Nó ứng nhiều với lá lúc 6 giờ hơn nhá, có địa kiếp tiểu hao là có bỏ thai. Được chưa? Vâng. Dạ có. Có nhưng con không rõ là em trai em gái nữa. Rồi. Muốn biết luận đúng hay không thì chúng ta sẽ xem đọc tiếp là biết ngay thôi nhá. Dạ vâng, vâng. Vậy thì bây giờ thầy sẽ xem cho con cái lá số là không phải sinh trước lúc bảy giờ mà là lúc không phải đích sau bảy giờ mà trước bảy giờ là giờ Tân Mão. Vâng. Rồi. Vâng. Thì đối với cái lá số này này. Vâng. Vâng. Thì đọc qua một số cái cung thiên bàn nhá, thì con sẽ sinh vào ngày 22 tháng 5 năm Mậu Thìn âm lịch vào giờ Tân Mão. Được chưa? Mệnh là Đại Lâm Mộc, cục là Thủy Nhị Cục, mệnh chủ Liêm Trinh và thân chủ Văn Xương. Con là cục sinh bản mệnh. Nhưng có một điều như thế này, con lại là người âm dương nghịch lý. Thì cái con người âm dương nghịch lý thì chắc là đối với con xem nhiều tử vi thì con biết thừa âm dương nghịch lý thì nó sẽ gặp những cái gì rồi. Tất nhiên là sẽ gặp nhiều khó khăn. Mọi việc mình làm thì từ công việc cho đến mưu sinh thì làm cái gì thì cũng phải tự lực nhá. May ra trong cái lá số này thì có mua nhà thì được một phần trợ giúp của bố mẹ thôi, chứ còn đâu đa số phần là thân lập thân thôi. Con vừa rồi con nghe không rõ lắm á, trong mạng nó nghe rõ chưa? Dạ vâng, bây giờ thì nghe rõ hơn. Đấy nhá, thầy chỉ nãy giờ thầy chỉ nói về cái âm dương nghịch lý thôi, thì âm dương nghịch lý thì con cũng biết rồi nên là thầy cũng không đào sâu đó làm gì nữa nhá. Chủ về là nỗ lực và phấn đấu thôi, vì cái sự may mắn của mình thì không bằng người ta, thế nên là việc gì mình cũng phải tự nỗ lực, tự bản thân tự làm thôi. Người giúp đỡ thì rất là ít, được chưa? Vâng ạ. Mệnh của con là mệnh Đại Lâm Mộc, cục là Thủy Nhị Cục, mà thủy sinh mộc, cục sinh bản mệnh nhá. Của con là cục sinh bản mệnh. May mắn là trong cái lá số này thì cục sinh bản mệnh là một trong cái bốn trường hợp tương tác giữa cục và mệnh tốt nhất nhá. Vâng. Nếu mà nỗ lực phấn đấu thì đạt được thành tựu cao nhất, được chưa? Vậy là trời lấy mất của con là cái âm dương nghịch lý thì đền bù lại cho con là được cái trí thông minh và cái khả năng vượt khó nhá. Đặc biệt là trí thông minh trong cái lá số này. Nếu mà nỗ lực thì hoàn toàn có thể giàu lớn được. Và khi nhìn vào 12 cung địa bàn ấy, nhất là cung mệnh, thì con người con thì trải qua khá nhiều ngành nghề đấy nhá. Trải qua nhiều, di chuyển nhiều, luân chuyển công tác nhiều, phòng ban thì may ra thành công được. Bản thân của mệnh, bản thân mệnh của con ấy thì là mệnh vô chính diệu rồi. Mệnh vô chính diệu thì vốn là không có chính tinh gì. Ngay cả việc định hướng ngành nghề thì ngay cả cái việc định hướng cho con thì con cũng phải tự mò mẫm rồi. Không ai mà chỉ bảo hay là hướng dẫn cho con cả. Bản thân con thì cũng không trực tiếp đam mê một cái ngành nghề nào đó cụ thể, mà gần như là con học theo những cái suy tính và những cái theo những cái gọi là cái mà xã hội mà người ta cần nhất thì con học, và nó kiếm được hợp nhất với con thì con làm, chứ con không có ngành nghề nào mà con thích cụ thể cả. Mệnh vô chính diệu mà nằm trong cái tổ hợp âm long trực ấy, thì có một chút ở đây thì là con là cái con người hơi có chút thiệt thòi nhá. Cái thiệt thòi này thì cũng là một phần do là số mệnh, cũng là một phần do cái tính cách bản thân của con thôi. Tính con thì hiền lành. Mặc dù là xem tam phương tứ chính của con thì có cự môn hỏa tinh chiếu về đấy, nhưng mà nếu ai đó mà nghe rõ không? Con không nghe rõ lắm, nó cứ bị ngắt ạ. Không rõ là bởi vì đường truyền ở đây rất tốt mà sao lại nghe không rõ lắm. Thầy được chưa? Rất rõ không ạ? Ừ, thầy nghe rất rõ. Chắc là cái phần loa của con có vấn đề. Con nghe rõ chưa? Con đã đeo tai nghe rồi. À thế à? Nghe rõ chưa? Vâng, bây giờ rõ hơn rồi, con cho bé lại rõ hơn. Cho bé đi, bởi vì là nhiều khi là nó sẽ bị rè. Vâng. Nhá. Thế từ nãy giờ thầy nói có nghe được tí nào không? Thầy đang nói về cung mệnh của con ạ. Con chỉ nghe được là thầy bảo con là người hiền lành với cả cái gì vậy ạ. Rồi, được rồi nhá.
Mệnh của con ý, thầy nói lại này, mệnh của con nó nằm trong tổ hợp âm long trực nhá. Thì cái số của con thì hơi phải chịu thiệt thòi một chút. Xem tam phương tứ chính trong cái lá số này thì mệnh của con có cự môn hỏa tinh chiếu về đấy. Nhưng mà nếu mà có ai mà ví dụ như là trong công việc của ai dồn việc lên đầu con, hoặc là có bắt nạt con cái gì đó, thì con chỉ được cái mạnh mồn phản kháng cái lúc đấy thôi. Chứ thực chất bản thân của con thì con cũng chả trả thù ai bao giờ cả, và cũng không muốn làm cho nó to chuyện nha. Lúc nào con muốn làm theo cái điều hướng gọi là dĩ hòa vi quý. Ngoài ra thì lại còn thêm cả hội thêm trực phù về nữa, nên là bản tính của con nó cũng có phần thật thà nữa. Mệnh mà làm trên đất suy ý, thì tuổi trẻ thì người này hơi gầy nhá, ăn bao nhiêu cũng khó lên cân đấy. Nhưng mà hội thai tọa về thì thường thường cái bộ sao thai tọa này chiếu về mệnh thì chỉ cần quá trung liên một chút thôi, con sẽ hơi phát tướng ra đấy. Mệnh có quang quý một chiếu một tọa thủ, ân quang thì lại là sao mộc nhá, chủ về thông minh vui vẻ ôn hòa, trọng ân nghĩa nhân hậu. Như thầy nói ở trên đấy, quang quý là hai sao mà chủ về Phật pháp, nên là con cũng chẳng bao giờ hại ai cả. Mà cũng vì cái bộ sao này mà con lại là con người mà nó tin vào cái tín ngưỡng này, tin vào Phật pháp nhá, có niềm tin vào bên chùa chiền, thích đi chùa này. Có xương cúc, có khôi việt cùng chiếu về mệnh, thì hai cái sao này đều là sao học hành cả, thế nên là con học cũng khá nhá, học giỏi, đều là các sao về bằng cấp. Nói vậy thôi nhưng mà con là con người khá là nhanh nhẹn đấy nhá. Thứ nhất là cái mệnh vô chính diệu ấy, thì thường thường nếu mà con người mệnh vô chính diệu thì rất nhiều sáng kiến và nhiều ý tưởng, nhất là hội về cái hóa kỵ nữa, thì con nghĩ ra rất nhiều những cái thứ quái chiêu nhá. Xét về cái mệnh này thì hồi nhỏ cũng nghịch chứ cũng chả phải vừa đâu. Có thiên quan chiếu về, có thiên tài chiếu về, thường năng lực làm việc khá là tốt, được cấp trên và bạn bè tin tưởng nhá. Khả năng của mình tuy nhiên cũng cần nói chút về một cái sao, về cái sao thiên tài này. Đó là sao chỉ về thực lực, nhưng mà khi mà thiên tài mà tọa thủ cung quan ý, chiếu về mệnh, thì cứ hễ khi nào mà công việc của con mà cứ thuận buồm xuôi gió hay là êm đềm ý, thì con cứ chuẩn bị là tâm lý là sắp sẽ có một cái gì đó nó xảy ra đấy nhá. Đúng rồi, vì cái sao thiên tài đặc biệt của nó là như vậy, nghĩa là cứ êm đềm thì sẽ có sóng gió. Sao này, cái sao này nó chủ về cái khả năng năng lực làm việc của con, nhưng nó cũng là cái sao mà nó chỉ về cái con đường đi nó khá là gập ghềnh đấy nhá, cần phải kiên trì và nhẫn lại một chút. Thông minh, hiền lành, chăm chỉ, nhưng mà cũng do một cái phần mà âm dương nghịch lý, nên là mệnh lại còn vô chính diệu, không có chính tinh, nên là cuộc đời của con ý, thì thay vì làm một lần thành công thì mình phải làm đến tầm khoảng 2-3 lần gì đó. Có phụ tinh từ cung quan chiếu về, có hóa kỵ từ tài bạch chiếu, nên là cái công việc của mình ý, thì thường thường muốn phấn đấu thì bỏ công sức nhiều hơn người khác một chút đấy nhá. Dạ vâng, đúng ạ. Có công việc với cả cũng hơn để nói là ổn định, nhưng mà con thấy hơi lận đận, con trả lên trả xuống rồi, nó cứ như thế hoài. Như thế hoài à? Như thế hoài thì phải xem ở cung quan nhá. Vâng. Cung quan thì trong cái bảng mà thông tin đăng ký để luận giờ sinh của con ấy, thì con có nói là con thi 2 lần đại học, đúng không? Một lần vào trường con không ưng ý và năm sau con thi lại. Thì ở đây thì nhìn ở cung quan lộc này, ở cung quan của con là cung quan lộc, thì ngoài chỉ về nghề nghiệp thì nó cũng là cái phần nào đó kể về cái quá trình tích lũy kiến thức làm việc của con. Cung quan lộc của con lại có thiên đồng và cự môn hãm đóng ở đây rồi. Thì nếu mà con xem nhiều tử vi thì chắc con đoán được cái phần nào và nguyên nhân khiến con phải thi lại đến 2-3 lần và cũng phải luân chuyển công tác nhá. Thực ra thì con thi thì lần đầu con cũng đỗ, nhưng mà không hiểu vì sao về sau con không thích học, không thích học đúng không, thi lại sang trường khác rồi. Dù thế nào đi chăng nữa thì cũng là thi 2-3 lần. Đó là cái sự về thiên đồng. Thiên đồng là tính mà mình, cái khả năng mà nó hay nhảy ấy, con hiểu chưa? Mình hay nhảy việc, mình hay phải chuyển đổi.
rồi là thi đi thi lại nhiều lần cũng nói về chủ đề sao Thiên Đồng. Sao Cự Môn nhá, Thiên Đồng Cự Môn thì sao Cự Môn đây là chỉ về thị phi và khẩu thiệt rồi. Thế nên là khi mà Thiên Đồng Cự Môn đi cùng với nhau thì cũng thông minh giỏi giang đấy, nhưng mà không phát huy được hết ưu điểm nhá. Vì các sao của con ấy, trong đây thầy thấy con là các sao chủ về con là người có năng lực. Và khi mà nhìn vào lá số mệnh vô chính diệu và cung quan nó đều xấu cả. Thiên di thì cũng nhá, mệnh có thanh long, có thiên khôi, thiên việt chiếu về. Cung quan lại ăn được bộ xương khúc đắc địa đồng cung, lại hội với thiên tài, vậy là con là người học vấn có trình độ cao nhá. Chỉ vì là do vận xấu mà có thể là con làm không đúng ngành hoặc là chưa phát huy được hết năng lực thôi. Thế nào, nếu mà biết xem tử vi rồi thì nhìn với cung quan của mình thì có thấy gì không? Con thấy cung quan của con xấu lắm ạ, bởi vì là Thiên Đồng Cự Môn hãn địa này con có phục bích, kiểu như là hay bị nói xấu, hay bị hãm hại trong cái con đường quan lộc đúng không ạ? Đúng rồi, thế con đã nhận thấy điều đó chưa? Con cũng thấy thế. Thứ nhất là con thấy rất là đận, mà thực ra nhiều lúc cứ tưởng là mình lên được, về sau cũng chẳng lên được, mà có những người làm thì kiểu không bằng, hoặc là làm mà mới vào làm hay là cũng đẩy lên nhanh hơn, xong ở công ty ở cơ quan thì không hiểu sao con cũng có cái cảm giác là con nhiều lúc là con bị một mình một vế. Rồi, tất nhiên rồi, nếu mà như con nhận xét thì cũng đúng thôi. Và một người như con xem nhiều clip tử vi thì con cũng biết thừa là cung quan lộc Thiên Đồng Cự Môn hãm thì nó đều là xấu rồi. Nhưng mà thầy sẽ phân tích chi tiết sâu hơn một chút là xem cung quan lộc này được cái gì và mất cái gì. Nếu như mà con biết thì sao Cự Môn là chủ về miệng lưỡi rồi nhá. Thế nên là khi mà con đóng cung quan thì chưa cần biết con làm nghề gì, nhưng cái khả năng mà lý luận của con thì cũng rất là khá đấy. Không biết bây giờ mồm mép của con đã tét nhảy hay chưa, nhưng mà khi một Cự Môn đóng ở đây thì khả năng của con đầu tiên sẽ là ăn nói khá đã, nó sẽ hoàn thiện dần theo thời gian và càng ngày cái càng tốt nhá. Và Cự Môn mà hội về hóa kỵ tưởng chừng như là nó rất là xấu, nhưng mà một điều là hai sao này mà đi cùng với nhau ấy thì nếu mà con có tranh cãi với người khác thì không bao giờ thua cả, tranh cãi rất giỏi mà nó có lý luận. Nhiều lúc con cũng nóng tính trong công việc, thực ra thì cái gì sai, cái gì không đúng, cái gì con không thích là con cũng nói luôn cái lúc đó. Đó là một phần, nhưng mà chính vì cái phần này thế nên là cái lời lẽ, thực ra nếu mà Thiên Đồng, nếu mà Cự Môn đấy đi không ấy thì nó chủ về nói nhiều nhưng mà nói dại. Nhưng mà ở đây khi mà Cự Môn hãm nhá, Cự Môn hãm hợp hóa kỵ ấy, thì con lại nói là có lý lẽ nhá. Không cần biết con đúng hay con sai, hoặc có thể là con sai đấy, nhưng mà cái lý lẽ mà con đưa ra lại hoàn toàn nghe hợp lý. Nhiều khi rất là thế. Xem lướt qua về cung tài bạch này. Cung tài bạch của con thì an tại hợi, có sao thiên cơ. Thì thường là con có cái sở trường của con là cái sao, sở trường là lập kế hoạch nhá. Vì cái ưu điểm của sao thiên cơ là cái sao có đầu óc tính toán và lập kế hoạch rất là tốt. Do thích hợp với các công việc cần động não, vận dụng trí tuệ và tài năng chuyên môn để kiếm tiền. Bởi vì sao? Thực ra nói về lận đận thì cũng chả phải. Cái lá số này của con thì chẳng qua là bây giờ vẫn chưa kiếm được nhiều tiền thôi, chứ còn tiền thì đối với con thì bây giờ con kiếm đủ dùng và đủ để tiết kiệm một khoản cũng chả phải là nghèo. Và sau này nó sẽ còn lên nữa nhá, không thiếu thốn gì cả, và có mức sống cao hơn đa số người bình thường. Nói là con không vất vả, kể cả trong công việc thì con lúc nào con cảm thấy con nhàn hơn mọi người ấy. Đúng rồi. Chỉ có điều là con làm lâu mà con cũng có cái cảm giác là con được boss quý ấy. Nhưng mà có điều là hình như đồng nghiệp cũng ghen ghét hay sao ấy. Nhưng mà ông boss của con thì lại rất quý. Thế là được rồi. Thì thường thường mình được cái này phải mất cái kia chứ. Con có cảm giác là con nhàn hạ trong công việc, nhàn hạ trong cuộc sống. Kể cả trong cuộc sống hàng ngày con không có bao giờ phải làm công việc nặng, hay thậm chí việc nhà con cũng không cần phải làm. Có con nhỏ nhưng cũng không có phải chăm bẵm mấy. Thế à? Thế thì càng không thể là... Không biết là có đúng
không thể là sau 7 giờ được. Bởi vì là số sau 7 giờ thì làm bục mặt ra. Thì tức là rất là vất vả đúng không ạ? Mệnh phá quân con gái thì rất là vất vả. Đúng rồi. Thầy xem nhiều là số mệnh nữ mà phá quân thì tay thì thô, chân tay đều thô, mà khả năng da rẻ cũng sẽ bị hơi xám nữa nhá. Riêng cái mệnh đấy mà đã hãm địa. Bảo là mệnh phá quân thì thường con gái phải làm việc nặng và rất là vất vả, mà con cũng không thấy con ấy lắm. Thế thì con có nghi ngờ gì nữa nhá. Tất cả những khoảng thời gian mà con đưa cho thầy nó đều khớp, gần như là trùng khớp với cái lá trước 7 giờ. Thầy không biết là lúc trước là con xem thầy nào và thầy có kết hợp cả tướng số lẫn cả chỉ tay hay không. Còn đối với thầy thì thầy sẽ xem cả chỉ tay và xem cả tướng nữa nhá. Và khi luận giờ sinh ý, như con ý, là thầy khi mà bắt ai đó xem một cái giờ sinh của luận, thầy phải có những cái mốc thời gian của con để thầy so với hai lá số, vì cái đó là chuẩn nhất rồi. Bởi vì nếu không đúng lá số của mình thì mốc ba mốc thời gian nó không thể trùng với nhau được, nó không thể đúng được. Cùng lắm chỉ ăn may một mốc thôi, không thể ba mốc trùng được với nhau hết, được chưa? Và ở trong đây thiên đồng cự môn ấy nó cũng chủ về là cái công việc lẹt đẹp. Và nếu mà con biết xem tử vi rồi thì con nhìn cung quan lộc thì con cũng thấy đã ứng với bây giờ chưa? Dạ đúng rồi ạ. Thế thì còn nghi ngờ gì nữa nhá? Con thương và đúng rồi, cái đường quan lộc rất là lẹt đẹp, nên là bao nhiêu năm vẫn ở nguyên chức vụ đó, mặc dù là không yên tâm. Có kinh nghiệm các thứ, từ 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 cứ chuẩn bị, hình như là định lên chức thì lại nó lại không, xong rồi sau lại vẫn như thế. Nhìn thấy phục binh chưa? Nhìn thấy phục binh chưa? Đã nhìn thấy thiên hình chưa? Phục binh ấy, phục binh là cái gì? Phục binh là chủ về những cái công việc khi mà mình sắp sửa làm xong đến nơi rồi thì nó sẽ bị một cái gì đó nó khiến cho mình bị trạch đường ray đi nhá. Hoặc là tính một đằng nhưng mà lại ra một nẻo, đó chính là sao phục binh. Ngoài ra sao phục binh còn là cái sao mà hay bị người khác để ý nữa, gọi là giám sát đấy, con hiểu chưa? Để thầy phân tích nốt cho con này. Con nhìn cái cung quan lộc của con nó quả tú chiếu về kìa, nghĩa là chủ về gì? Cái sự mối quan hệ của con với đồng nghiệp là không tốt. Quả tú đúng không ạ? Đúng rồi. Quả tú và thiên hình khi xung chiếu về gặp phá toái là chủ. Con cứ có cái cảm giác là trong giai đoạn đầu thì tốt, nhưng mà không hiểu tại sao về sau nó cứ nảy sinh một số mâu thuẫn nhỏ nhỏ. Về sau lúc đầu thì quan hệ tốt nhá, lúc đầu có vẻ thân thiết, về sau chị em không, về sau không hiểu tại sao lại thế. Cái thứ nhất là hai cái sao phá toái và cái sao linh tinh và thiên hình quả tú, gần như là các bộ sao này là cái bộ sao gần như là không hòa hợp được với các đồng nghiệp. Nhưng mà ở đây có gì, có văn xương văn khúc thiên việt, thì con lại là cái con người mà làm việc với cấp trên thì rất là tốt, chỉ là không làm được việc tốt với đồng nghiệp thôi. Vâng, đúng rồi. Thì ra con làm việc với mấy boss thì cảm giác họ quý con và rất là tạo điều kiện đấy. Và con tức là họ thực ra là họ nhìn thấy cái khả năng của con, nhưng mà không hiểu sao với đồng nghiệp bằng mình và dưới mình còn làm hơn tí thì lại không phải lắm, không tốt lắm. Con nên nhớ ở Việt Nam là thế rồi. Bây giờ chỉ có một sếp thôi và cũng chỉ có được một chỗ được ưu ái thôi, thì ai được ưu ái hơn thì tất cả những người còn lại họ sẽ phải rèn pha thôi. Đâu cũng thế hết. Thiên đồng cự môn nó là chủ về là cái môi trường làm việc nó không tốt. Nhưng mà sao cung quan lộc, nếu mà nhìn phân tích kỹ của con ấy thì của con là có văn xương văn khúc hội hợp nhá, chủ với hai cái sao này rất là tốt. Và cái sao này này mai sau con còn có thể dùng cái sự uy tín và cái danh tiếng của mình để kiếm thêm tiền nữa cơ nhá. Sao gì ở đây? Xương khúc. Xương khúc. Đúng rồi, xương khúc. Và có một phần nữa là con là con người thông minh, thế nên là nhiều việc nhiều khi con cũng tính toán kỹ lưỡng quá nhá. Việc nào của con cũng đợi chắc chắn quá rồi mới làm. Tất nhiên thì điều đấy là tốt thôi, nhưng mà cũng vì chắc chắn quá nên nhiều khi nó cũng bị sẩy mất cơ hội đấy. Cần xông pha một chút nhá. Cần xông pha một chút. Con
kiểu công việc văn phòng cho nên cảm giác con người nó cứ chỉ trẻ, chẳng cần xông pha một có chút. Có nhiều cái rất nhiều dự định nhưng mà chẳng có bắt tay vào thực hiện. Cố lên. Thực ra trong cái lá số này, nếu mà thực sự về cái lá số này mà không kèm kết hợp với chỉ tay ấy, thì sẽ luận sai đi một chút. Bởi vì với cái cung tài bạch này của con thì nếu kết hợp với chỉ tay thì thực sự sau này con không hề nghèo tí nào cả. Nhớ. Tài bạch của con mặc dù là thiên cơ hãm địa đấy. Tài bạch của con mà gặp tuần thì nó có bị hãm không hả thầy? Hay là do thiên cơ hãm gặp tuần thì cho nên nó thành tốt. Chính vì thế nó thành tốt đây. Nhưng mà tài bạch để có hóa kỵ có phải là kiếm tiền rất là chật vật khó khăn không ạ? Hóa kỵ mà khi mà đi kèm ở cung tài bạch với sao thiên cơ ấy, chủ về cái nguồn tiền tài của con nó hơi bị dao động một chút, nghĩa là nó không được đều. Con hiểu chưa? Tiền thì vẫn kiếm được, nhưng mà ví dụ nhá, trong một năm khi mà con phân ra ấy, thì trong một năm sẽ có một cái tháng, có một số tháng nó sẽ kiếm tiền vổng lên so với con nhá. Nghĩa là tiền, nguồn tiền kiếm về nó không đều đặn, chứ nó không có gì xấu cả. Khi mà tài đọc hóa kỵ đóng ở cung tài bạch thì ngoài cái vấn đề nó không ổn định ra thì không nói thêm điều gì cả nhá. Thế cho con hỏi là cái sao hỏa tinh ấy có phải là cái kiểu mà lúc kiếm đó thế xong lúc lại bị bận cái kiểu rất là nhanh không ạ? Thầy đang định, thầy cũng đang định khuyên con về cái đấy đây. Khi mà có tài bạch có hỏa tinh ấy, hỏa tinh là cái trục về một cái sao mà phát nhanh có một khoảng thời gian kiếm rất nhanh và sau đó thì sẽ bị mất, tức là nó sẽ không kiếm ổn định như lúc đầu như thầy đã nói khi mà hỏa tinh đi về hóa kỵ đấy. Nghĩa là trong có một tháng, trong một năm sẽ có một hai tháng gì đó con sẽ kiếm tiền nhiều hơn các tháng còn lại nhưng mà nó không đều. Cái thứ hai nữa là khi mà có hỏa tinh đóng tài bạch ấy thì mình cần một chút những cái gọi là hơi liều lĩnh, con hiểu chưa, như kiểu liều ăn nhiều ấy. Nghĩa là mình phải dấn thân một chút, nghĩa là khi mà có công việc gì đó họ cần kêu gọi một người làm trưởng nhưng mà quy chụp trách nhiệm cao này, rồi là áp lực công việc lớn này, thì tất nhiên như một người bình thường thì nghe để áp lực cao với cả công việc lớn thì có thể là sợ chẳng hạn, nhưng mà mình cứ liều đi, mình cứ nhận hoặc là mình xin ứng cử vào đó, đó cũng là một cái mà cần phải sự liều lĩnh. Và một điều nữa, khi hỏa tinh đóng tài bạch thì không chơi đỏ đen. Không được chơi đỏ đen ấy ạ. Không chơi đỏ đen. Đỏ đen là gì? Ngoài cờ bạc của đàn ông ra thì đỏ đen là gồm những cái thứ như là ví dụ như là Bitcoin bây giờ đấy. À và không được chơi đỏ đen, cũng không được mua sổ số như đấy. Đúng rồi, bởi vì làm gì có số trúng đâu mà mua. Hóa kỵ gặp hỏa tinh tài bạch. Con định mua Việt Lot nhưng mà chồng con bảo không mua, không trúng đâu mà mua. Thế thì nghe chồng con ấy, chồng con xem tử vi giỏi lắm rồi đấy. Tớ con thích nhưng mà con chưa ấy đâu. Không, con chưa trúng bao giờ nhưng mà con cứ mua Việt Lot ý, nhưng mà con cũng chưa mua tại chồng con nữa cả. Thực ra trong cái lá số này khả năng trúng nó thấp lắm nhá. Tài bạch có hóa kỵ hỏa tinh thì gần như là không lên những cái trò đỏ đen. Thiên cơ gặp hóa kỵ thường tính toàn trượt thôi à? Và thế thôi, còn chẳng mua nữa, biết là không trúng mua để tốn tiền. Ở trong đấy thầy khuyên là liều lĩnh một chút, thì con phải liều lĩnh vào những cái gì nó có cái khả năng rủi ro là thấp nhất nhá. Những cái gì mà mình trong tầm quyền sát được ấy. Con hỏi là cung tài bạch của con thì con nên kiếm tiền bằng ngành nghề gì thì hợp lý ạ? Thế này nhá, thầy sẽ xem cho con chọn bộ một cái cung tài bạch, sau đó thầy sẽ khuyên con nhá. Ở trong đây này, thầy chỉ nói qua một điều về thiên cơ gặp hóa kỵ ở cung tài bạch của con ấy thì nó sẽ không phần nhiều chủ về tổn thất tiền bạc đâu, nhưng mà nó sẽ có cái vấn đề là vì tiền bạc mà con phải hao tâm tổn trí đấy. Có một điều hay là thiên cơ mà hội lộc tồn ấy thì tiền kiếm tuy không có sự đột phá nhiều nhưng mà đều và rất chắc chắn nhá, tích tiểu thành đại và thường không có sóng gió lớn lắm hay là thâm hụt về tài sản.
Mặc dù là con có thiên không ở phúc chiếu về đấy, nhưng mà được giảm bớt phần nào do là thiên không đắc địa. Và cả hai đều ăn được lộc tồn và cô thần, là cái hai cái sao giữ của chiếu vào cung tẩy bạch rất là tốt nhá. Các bạn cũng là do con cũng không có đầu cơ hay đầu tư cái gì, con cũng chỉ có làm công ăn lương, có khi là con thế. Thầy đã nói rồi, con là cái con người cái gì chắc chắn thì con mới làm mà, thầy nói ngay từ lúc đầu rồi. Nhiều khi mình tính chắc quá, được chưa? Tính chắc quá vậy nên là nó sẽ bỏ qua một số cơ hội, thầy nói rồi. Trong cái cung tài bạch này thầy đã chủ nhắc con một số cái từ lợi đến giờ, thì thầy sẽ tổng hợp lại. Long đức mà đi kèm với thiên quý ấy, thì con còn được giúp đỡ về mặt tiền bạc nữa. Con được giúp đỡ ạ, con tức là có quý nhân phù trợ ạ. Ừ. Về cái con đường tiền của con ạ. Đúng rồi. Vâng. Tài bạch có hỏa tinh lục hại với đại hao, như thầy đã nói rồi đấy, không nên đầu tư vào những cái gì rủi ro mạo hiểm, vì cái số của mình không may mắn trong việc đỏ đen. Tất nhiên là đầu tư nào thì cũng có rủi ro tiềm ẩn cả, nhưng mà để hạn chế thì mình chọn cái phương án mà ăn ít nhưng mà chắc hơn là liều ăn nhiều đấy nhá. Nhắc lại lần này lần thứ hai rồi, thế nên là đừng có chạy theo mấy cái tiền ảo. Tiền ảo, nếu mà ai mà xem kênh của thầy, nếu mà thầy có thời gian mà làm cái video này ấy, thì bây giờ tiền ảo bây giờ chỉ an toàn nhất đó chính là tự đi đào thôi. Tức là mua máy về đào là chắc ăn nhất. Còn nếu bây giờ giao dịch ấy thì cần một cái trí thông minh và cái sự hiểu biết cực kỳ lớn. Đang học chơi với con cũng chẳng biết. Học chơi à? Anh ấy cứ có đồng nghiệp chơi mà, thế là anh ấy cứ bảo đồng nghiệp lại đi học, nhưng mà con cũng chẳng quan tâm. Còn bây giờ con không biết gì thì còn chẳng. Bây giờ như thế này mà thôi, cái này thì cũng là một cách kiếm tiền đấy, nhưng mà mạo hiểm chút thôi. Đó chính là bây giờ ngoài các đồng Bitcoin ra thì nó còn rất nhiều đồng khác. Thầy cũng chả chơi Bitcoin đâu, nhưng mà từ đợt rộ lên Bitcoin đến giờ có rất nhiều người xem tử vi của thầy và hỏi thầy ơi năm nay đầu tư có được không, và con đầu tư như này có được không. Và cũng chính vì thầy tư vấn nhiều những con người như thế nên thầy có một cái lượng kiến thức khá khá về đồng tiền ảo rồi nhá. Hôm vừa rồi thì có một chị ở bên Mỹ, chị gọi về, chị ý hỏi là có nên đầu tư vào đồng tiền ảo hay không. Thì thầy lúc đó thì thầy cũng chưa biết nhiều lắm, là thầy cũng khuyên như con vậy. Nhưng mà sau đó thì chị ý có nói với thầy một số cách đầu tư khác, đó là có những cái đồng tiền khác ấy. Bây giờ đang xuất hiện tầm khoảng hơn 100 loại đồng tiền ảo rồi. Và nó có những cái đồng tiền nó mới ra ấy, nó chả có tên tuổi gì cả. Và nó rất là rẻ, rẻ đến mức mà chỉ có tầm khoảng 5.000 đồng Việt Nam hoặc là 2.000 đồng một đồng. Nó rất là rẻ. Thì chị không đầu tư Bitcoin, vì chị bảo bây giờ nếu mà con mà đầu tư vào Bitcoin thì hiện tại số tiền lớn quá, mà con ở bên đó thì tiền cũng không nhiều phải trang trải nữa. Thế là con đi tìm một đồng khác, và chị đã mua một cái đồng lúc nó mới ra, cái đồng đấy giá của nó là mấy sen ý, tính theo đô chị bảo là mấy sen, thì nó rơi vào tầm khoảng 5.000 Việt Nam đồng thôi. Và chị mua từ hồi tháng 7 năm nay, và tính đến cuối năm nay thì đồng đấy bây giờ đã lên đến 24 đô một đồng rồi nhá. Nghĩa rằng là với giá là 5.000 Việt Nam đồng mà giờ bây giờ giá trị nó là 24 đô, nếu mà bây giờ bán ra luôn ý thì đã có lãi rồi. Và mức đầu tư vì nó rẻ quá mà nên chị đầu tư có một tí thôi. Chị đầu tư có vài nghìn đô la hay chục nghìn đô la mà chị đã mua được một mớ. Bây giờ riêng cái tiền đấy chị bán ra chị đã ăn lãi nhiều rồi. Và nếu có mất thì chị cũng mất rất là ít. Chị cũng chỉ mất có tầm khoảng 20-30 triệu. Chắc là tầm khoảng vài chục triệu gì đó. Ở bên Mỹ thì số tiền đấy cũng là nhỏ thôi. Thì đó, thì bây giờ có những ai mà muốn đầu tư vào tiền ảo thì thầy khuyên tốt nhất là lên tìm những cái đồng mà nó mới và có cái độ rủi ro thấp nhất ấy. Tức là tất nhiên là mới ra thì sẽ không uy tín, nhưng mà mình phải xem là công ty là phát hành, nếu cảm thấy nó to thì mình đầu tư vào một tí, gọi là một cái phần thôi, có như kiểu chơi xổm số nhưng mà chắc hơn nhiều. Vâng, Bitcoin bây giờ nhiều người đầu tư và nó đội giá lên cao quá rồi. Nhiều bài viết về Bitcoin. Thực ra ấy, thầy biết đến Bitcoin từ hồi năm 2012. Yeah.
2012. Lúc đó là thầy là dân công nghệ thông tin, thầy là dân công nghệ thông tin. Và lúc đó là họ đã đào Bitcoin rồi, có hẳn một diễn đàn đào Bitcoin. Thầy dân công nghệ thông tin xong về sau thầy lại phát hiện ra thầy có khả năng thêm tử vi à? Đầu tiên là xuất hiện khả năng gọi vong trước. À thế ạ? Xuất hiện khả năng gọi vong trước. Cái này là cái chuyện của thầy, chắc hôm nay thầy cũng, nếu mà con đã ấy thì thầy cũng kể ra một chút. Đó là một hôm thì thầy đang ngồi làm việc trên bàn máy tính này này, thì cái phòng làm việc của thầy lại hồi đấy nhà hồi đấy còn bé thì cũng ngay ở ban thờ luôn. Thế là đang làm việc thì tự nhiên thấy một cái điều mà nó rất là dị thường. Rất là dị thường mà thường thường nó không thể nào mà có việc đấy xảy ra được. Nó là việc gì thì thầy không thể nói được. Thầy con chỉ cần biết là một cái việc mà nó trái với cái sự logic của khoa học. Thế thôi. Thế là thầy nhìn thấy nó một lúc. Thì thường thường nếu mà như người khác ấy thì họ có thể là họ sợ hãi hoặc là họ chạy đi gì đó. Còn thầy thì thầy cứ đứng đấy thầy nhìn thôi. Thầy cứ nhìn xong một lúc sau thì thầy thấy vậy thì lúc đấy lại đang thắp hương nữa. Thế là thầy mới ra ban thờ và thầy có khấn rằng là nếu mà cái điều mà con vừa nhìn thấy nó là thật, và nếu mà là cái cõi vô hình ấy, cõi vô hình và cõi tâm linh nó là thật, có một cái cõi khác không phải là cái cõi này, nó tồn tại song song với cõi này, thì xin các ngài hoặc là các cụ hoặc các vị thần linh hãy làm lại một điều lại một lần nữa. Thế là thầy ra đấy ngồi thì nó xuất hiện một lần nữa. Ừ, nó xuất hiện một lần nữa và từ đó thầy tin luôn. Và sau khi nhìn được lần thứ hai cái thì thầy ra khấn luôn là bây giờ con đã tin là có phần âm và có một cái thế giới tâm linh nào đó tồn tại song song với thế giới này rồi, con cảm ơn các ngài. Thế là từ đó trở đi là có khả năng kiểm tra vong gọi vong. Sau đó là nhờ kiểm tra vong gọi vong thì cái khả năng xem tử vi nó sẽ kết hợp với cái khả năng tâm linh đến nữa, nên là học dần dần thôi. Chứ đầu tiên thầy là dân công nghệ thông tin. Nhưng mà có khả năng như thầy thì sẽ học dễ hơn, tất nhiên là sẽ học dễ hơn những người bình thường thầy cả. Tất nhiên rồi, có một số cái sẽ dùng ở bên tâm linh để giải thích mà. Xem một lá số thì nếu mà chỉ xem các sao bình thường thì chỉ giải nghĩa được bình thường thôi. Còn bây giờ chẳng may bây giờ trong một cái lá số mà họ là số rất là tốt, là số đẹp, nhưng mà làm ăn cực kỳ lục đục chẳng hạn, thì bây giờ giải thích thế nào? Thì bây giờ lại phải dùng đến tâm linh, thì lúc đó phải kiểm tra ngay phần âm của mình. Thì kiểm tra thì thường thường những cái lá số trường hợp như thế thì đến 80% thì thầy gọi là thường thường là có âm binh phá. Thế nên gọi thì giải quyết cho họ thôi, thì công việc lại trở lại bình thường. Mất tiền vô lý, nhiều người họ còn chuyển khoản nhầm cơ mà. Con đã từng nghe cái người nào mà trả cái đơn hàng có 10 triệu mà chuyển khoản đến 100 triệu chưa? Mà nó diễn ra tận đến 2 lần liền. Đó, diễn ra một lần thì bảo là ấn tay nhỡ một số 0, nhưng việc đó diễn ra tận 2 lần liền. Và người đó xem tử vi và thầy gọi thì hóa ra là vong theo. Họ làm như thế để vợ chồng cãi nhau. Họ làm như thế để vợ chồng lục đục cãi nhau. Ví dụ như là vợ bảo anh thì không cẩn thận gì cả, rồi là lời qua tiếng lại. Vì mất tiền mà, mất tiền thì ai mà chả sót. Bởi vì là khi mà đòi thì tất nhiên là đòi được, nhưng mà dùng răng lắm. Sau cái vụ đấy thì bên kia họ dùng răng và họ có ý định không muốn trả hay sao ấy. Thế nên là vợ chồng có lục đục cãi nhau. Vậy thôi. Hạ như thế đấy. Họ không thôi miên. Họ sẽ tác động vào lên thủy não ấy. Con hiểu chưa? Ví dụ nhá, thầy sẽ nói về cái trường hợp và bị tai nạn. Thì con xem nhiều phim ma thì con chắc là bây giờ vì sao khi mà thầy một số người thầy nói đến việc là có giới đằng âm và có giới tâm linh thì họ bắt đầu phủi ngay đi và họ không tin. Vì họ xem ma nhiều rồi. Vì ma là gì? Ma là hiện hồn này, xong rồi bóp cổ này, rồi là làm đủ mọi trò. Nhưng mà thực chất nó đơn giản hơn rất là nhiều. Họ không tác động gì nhiều đến mình đâu, họ chỉ tác động lên được thủy não thôi. Ví dụ nhá, đến hạn của một ai đó, ví dụ đến hạn xấu, năm nay là bị tai nạn chẳng hạn, thì sẽ có một cái giờ xung và cái giờ xung khắc và ngày xung khắc so với tuổi của mình, nó là cái hạn nặng nhất.
thì trong cái giờ xung khắc hạn xung khắc đấy thì họ sẽ có khả năng tác động lên mình được nhiều nhất, còn thường thì họ không tác động được đâu, họ tác động nhưng tác động nhẹ lắm, nhưng mà đến cái giờ đó thì họ hạn với mình nên là họ tác động được nhiều hơn. Thì khi mà con lái xe thì tự nhiên như kiểu là con không để ý, con sẽ bị lơ là. Thì ví dụ như là con, như một số người tai nạn người ta nhìn thấy tiền chẳng hạn, con hiểu chưa, như kiểu bị hoa mắt ấy, thấy có tiền nó rơi đằng trước này, hoặc là có cái gì đó rơi đằng trước, cọc vàng hay cái gì đó phanh lại, thế là tai nạn. Hoặc là lúc đấy tự nhiên con lơ là này, con bị lơi tay lái ra một chút thôi, và thế là con đâm vào chỗ khác, đâm vào ô tô chẳng hạn. Hiểu chưa? Có rất nhiều người bị như... Ở trên YouTube thầy giải thích cho một cái anh nào như thế thì cũng không nghe thấy hơi quen. Đúng rồi, cái anh đó là anh ấy lái xe ô tô, anh ấy gọi cho thầy bởi vì... Con nghe rõ không? Dạ vâng. Cái anh đó là cái anh ấy lái xe ô tô. Anh ấy lái xe ô tô và thế là anh ấy cứ có cái ý định là muốn đâm đầu vào tường ấy. Anh ấy không hiểu sao anh gọi điện cho thầy bảo: "Thầy ơi thì giờ vì anh ấy cũng là trước là bạn của thầy. Trước khi thầy thì anh ấy là bạn của thầy. Thì anh bảo là không hiểu sao mà dạo này cứ thích đâm đầu vào một cái gì đó, ví dụ như là đâm vào tường này hoặc là làm cái gì đó mà liên quan đến chết ấy." Và sau cái lần mà gần giải phong lần cuối cùng ấy, là cái biến nặng nhất của anh ấy là anh lái cái xe tải mà bên này là một cái rãnh, sau đó xuống cái vực. Thì không hiểu là anh ấy lúc đấy cũng rất là tỉnh táo rồi, và lúc đấy anh chỉ đi có alo alo ạ. Alo, thì lúc đó anh ấy chỉ đi có hình như là được khoảng 10 hay là 15 km/h thôi, mà cái xe nó cứ từ từ nó bị quẹo, nó cứ đâm xuống cái rãnh đó. Thế là anh ấy thế là anh ấy sợ quá, anh ấy gọi cho thầy để gọi cái vong đó lên kiểm tra xem là có đúng là thật có vong theo hay không. Thì trước cái lúc mà bảo là thầy gọi cho anh ấy, nó còn ly kỳ hơn, đó chính là cái điện thoại anh ấy lúc đầu vừa mới gọi xong và sau đó bảo gọi cho thầy kiểm tra vong bằng Zalo, cái là cái điện thoại hỏng luôn. Ôi thầy ạ. Nó hỏng luôn. Và sau đó anh lại phải đi sửa, anh phải đi sửa và mượn một cái điện thoại khác, lúc đấy mới gọi được cái vong đó lên. Và không biết con đã xem cái clip đó chưa, thì khi mà gọi vong lên ý, thì vong cũng nhận luôn. Và vong này khá là thật thà, vong nhận luôn là cái việc đó là do vong làm. Và trước đấy anh ấy có nợ vong một cái gì đó từ kiếp trước ý. Thầy không hỏi về sâu xa, nhưng mà anh ấy đã làm một cái gì đó mà khiến cho vong không thích, hoặc là nợ một món nợ gì đó rất nặng. Dạ. Con có thể là xem lại cái clip đó. Vâng, con xem cái clip của thầy trên YouTube với trên fanpage. Thôi được rồi, hôm nay là hơi miên man nhiều quá về các vấn đề ngoài lề rồi đấy. Dạ, thế lại tiếp tục giải lá số giúp con nhỉ. Đây nhá, về cung thiên di của con này, thân của con thân cư thiên di, nên là con là người có số xuất ngoại nhá. Tuy nhiên thì cung thiên di sẽ hơi xấu nhá, thái dương thiên lương hãm. Nếu mà tính xét chi ly ra thì hai sao thái dương và thiên lương hãm thì cũng không đến nỗi quá tồi tệ. Bản thân của nó là các sao thiện tinh nên ngay cả khi hãm ấy thì tính tác hại của nó thì cũng không nguy hiểm lắm. Hại thì không hại, nhưng mà nói là tốt để định cư nước ngoài thì không được nhá. Câu trả lời là không được. Thái dương mà đóng ở đây thì ra nước ngoài thì mọi việc có thể là ban đầu có vẻ khá là tốt, nhưng mà về lâu, định cư lâu dài thì nó sẽ gặp nhiều bất trắc. Ngoài ra của con thì con còn được xung chiếu bởi cả sao phá toái, nó cũng chiếu về cung thiên di nữa. Thế nên là cái khả năng mà đi ra nước ngoài ấy, hay là khả năng mà ở bên ngoài xã hội, thì cái sao phá toái này nó cũng ảnh hưởng đến cái việc thăng tiến nhá. Thăng tiến nó trồi sụt. Về cung điền trạch của con ấy, thì điền trạch có tả hữu chiếu về, thì thường thường là khi mà việc mua nhà hay xây dựng nhà cửa thì cũng sẽ được một phần của bố mẹ giúp sức nhá, về phần mua nhà đất. Mà cung điền trạch của con ấy nó nằm trong tổ hợp sát phá lang, nên là cũng không chủ về điền sản lắm nhá. Có thể là về hậu vận có thể có từ 1 căn đến 2 căn thôi. Tuy nhiên là có hồng loan và phượng cát ở đây thì nhà có thể không to nhưng mà khá là đẹp nhá, khá là đẹp và ấm cúng. Có thiên chủ và có hỏa tinh ở đây thì nhà thì thường thường có thể là buôn bán đồ ăn chẳng hạn, đồ ăn thức uống ngay tại nhà.
Thực ra ấy thì con cũng không nên là nhìn cái cung Điền Trạch này mà nghĩ ngợi nhiều nhá, bởi vì là với cung phụ nữ ấy, thì Điền Trạch nó không phải là cung cường, và sau khi lấy chồng thì ta sẽ dùng cung điền của chồng để luận làm chính nhá. Về tật ách này thì con chú ý cho thầy một số những cái tật ách như sau. Thì nếu mà tật ách có thất sát ấy, thì lúc nhỏ thì sức khỏe sẽ hơi kém một chút, cẩn thận các bệnh liên quan về đường hô hấp này nhá, các bệnh về thận này, các bệnh về răng này, răng lợi, có thể là răng sẽ bị sâu đấy. Nói chung là nhìn qua về các sao ấy thì con có thêm cả bệnh về do máu nóng nữa nhá, thế nên là sẽ dễ bị mụn nhọt, các bệnh về đại tràng. Tuy nhiên thì tất cả đây thì ở đây thì cung của con có tuần đóng ở đây rồi, thì nếu mà nói thì nhắc thì một số cái bệnh đấy là bệnh vặt thôi chứ cũng không có gì nghiêm trọng cả. Khi mà có triệt tuần đóng ở cung tật thì thường thường thì bệnh tất nhiên cũng sẽ có, nhưng mà thường thường nó sẽ không trọng bệnh lắm, bởi vì thường thường sẽ gặp thầy gặp thuốc cả thôi nhá. Con có muốn hỏi cái gì nữa nào? Cho con hỏi thêm về cung Điền Trạch. Tức là cung Điền Trạch của con có hóa hóa lộc như thế này, thì nếu mà con có làm thêm nghề buôn bán bất động sản có được không ạ? Buôn bán bất động sản, thực ra nếu mà xét kỹ ra thì được, xét kỹ ra thì được, nhưng mà ở đây không biết là con có các cái lá số trên mạng nó có ăn thêm các sao này không, nhưng mà ở đây này, cung Điền Trạch của con là gì, có tang dương, có tăng môn, của âm sát đấy, thì thường thường là chủ về là trong đất, trong nhà thì thường thường có vong. Và nếu mà con mà muốn làm cái nghề này ấy, thì con lại phải gần như là đến một cái nhà, không phải nhà nào cũng có, nhưng mà thường thường phải thêm một cái khóa nữa, tức là có người thầy kiểm tra vong, và có vong thì siêu thoát hộ, chứ nếu không thì nhà đất mua về bán nó chậm lắm nhá. Mặc dù là có hữu bật, có phượng cát ở đây, thì những cái nhà mà con môi giới toàn nhà đẹp thôi. Nếu mà con định làm cái này thì con có quen biết hoặc con có những cái móc nối mà những cái nhà con định giới thiệu, thì gần như là có phượng cát ở đây, có long, có tấu thư, có bạch hổ. Thường thường là chỉ về nhà đẹp, nhưng mà chỉ mỗi tận là thầy hơi phiền một chút là nó có tham lang hãm và là tăng môn kình dương âm sát, do những cái sao về đằng âm rất là mạnh, chủ về nó hơi chậm chạp. Chứng tỏ là cái căn nhà mà con đang ở có ấy đúng không? Hôm nào kiểm tra đi, hôm nào kiểm tra thì thầy kiểm tra không lấy phí mà lo gì. Hôm nào thì ngồi ở đó và thầy triệu lê họ lên xem có không là biết ngay nhá, vì thường thường với cung Điền Trạch này thì thường thường là sẽ là như vậy. Con làm thì cũng được thôi, nhưng mà muốn bán cái gì đó mà gặp phải nhà mà có vong mà không giải ấy, thì cái nhà ấy nó cứ chậm. Như vậy thì trước khi bán là phải giải vong. Gần như là thế. Gần như là thế. Vậy thôi. Nói thẳng ra là trong đây có hóa khoa và hóa lộc, thì đúng là những cái sao mà chủ về hữu bận phượng cát là những cái sao mà làm bên ngành nhà bất bận sản được đấy nhá. Thầy ơi, lúc nãy thầy bảo con là tức là có cha mẹ phụ trách đúng không ạ? Đúng, đúng rồi, đúng rồi. Thì thầy bảo rồi, là số này là phần tự thân lập thân, mà nếu có phụ giúp thì phụ một phần chứ chưa sao giúp hết được. Tự tức, tự tức thì sẽ kết hợp giữa cả hai lá là chắc ăn nhất. Thường thường nếu mà những người đăng ký mà xem một mình ý, thường thường thầy luận của một lá người đó thôi, nhưng mà thường thường đấy đã đăng ký cả hai vợ chồng thì cung tự tức tốt nhất là xem của cả hai thì nó là chuẩn nhất. Thầy cho con hỏi thêm về cung phúc đức của con đó. Cung phúc đức đây là phúc đức của đằng nhà con không ạ? Con đúng rồi. Chồng rồi để xem phúc đức của nhà chồng. Đúng rồi, đúng rồi. Phúc đức này là phúc đức của nhà con đấy. Thế bây giờ con thu
không có theo phúc đức như nhà con à? Thường thường lấy chồng thì phúc đức đi theo nhà chồng hết rồi, bởi vì là con về dỗ ở bên đó chứ hiếm khi con về dỗ bên mình mà. Và gái mà đã gả cho chồng thì cũng gần như là về phía bên âm thì thường thường tên bọn không còn trong đấy nữa rồi. Thế con cũng mẫu của con ạ, mẫu nhân con giống như ông ạ. Phụ mẫu, Liêm Trinh Thiên Phủ, Hoa Cái, Đế Vượng, khỏe mạnh mà, nhá, khỏe mạnh nhưng mà... Mẫu của con Liêm Trinh Thiên Phủ có phải là rất tốt đúng không ạ? Liêm Trinh Thiên, vì nó cũng làm trên đất La Võng nữa. Làm trên đất La Võng thì về tựu, về phần trung, về phần chính ý, thì nó là tốt nhá. Bố mẹ sức khỏe tốt. Nhưng mà khi mà làm trên đất La Võng thì cẩn thận cho thầy một số thứ sau, vì khi mà xung chiếu nó có cả thất sát như này nữa. Thì cái thứ nhất đó chính là La Võng là chủ về các bệnh, mà các bệnh về răng dai và bệnh khó chữa khỏi. Vậy nên là thường khuyên mà khám sức khỏe định kỳ cho bố mẹ, hoặc là lên quan tâm khám thường xuyên, bởi vì là La Võng cũng là chủ các bệnh nó ẩn giấu nữa, mà đến khi phát hiện ra thì thường thường nó hơi muộn nhá. Còn đâu thì có lực sĩ mà đóng một công phụ mẫu thì thường thường cũng khỏe thôi, không có vấn đề gì cả. Mẹ thì dễ bị mổ xẻ một lần trong đời gì đó. Nô bộc thì chính con phải cảm nhận được mới đúng chứ. Nô bộc này, vũ khúc thiên tướng. Vũ khúc thiên tướng thường là con làm, có một phần gì đó mà con làm lại do người khác, cho người khác hưởng. Vũ khúc là sao về cô độc mà. Xem tử vi nhiều chưa? Vũ khúc là sao về tài tinh, nhưng cũng chủ về là sao về cô độc luôn nhá. Khi mà gặp đại tiểu hao, gặp quan phù như thế này thì thường thường là công sức mình làm nhiều khi sẽ bị người khác hưởng, hoặc là mình làm nhiều hơn nhưng mà người khác lại hưởng đó. Còn về địa không tiểu hao với địa kiếp, không kiếp đóng phúc đức thì chắc con cũng tự hiểu rồi. Hay sao không kiếp thì chắc biết quá rồi còn gì nữa. Nói chung là bạn bè với con thì con chơi thì cũng toàn là bạn, thì cũng là bạn có học thức thôi, cũng là bạn tốt cả. Những cái bạn mà họ khá giả thôi, nhưng vấn đề là họ khá giả nhưng họ có tốt với mình không thôi. Bởi vì là vũ khúc thiên tướng lại đi kèm pháo quân, hội với không kiếp ở đây nữa, thế nên khó đoán được lòng lắm. Vâng. Có cái chồng sao mã khúc khách, có phải là ăn chơi không ạ? Mã khúc khách mà ăn chơi à? Mã khúc khách mà khi mà huynh đệ có pháo quân này, nếu mà làm đúng nghề thì rất là tốt đấy nhở. Rất hay một điều. Ừ, làm đúng nghề rất là tốt. Giờ đang làm nghề gì? Là em con ạ. Ừ. Em gái con thì vừa đi du học ở Nhật và bây giờ cũng làm đây. Tức là đi làm thuê, làm cho công ty Diana ở quê ạ. Còn em trai con thì vẫn đang học. Thường thường này này, phá quân thì thường thường chỉ nhiều về con trai. Con trai thì bây giờ nó học là học ngành gì? Nó học lớp 6 mà. Khi mà ăn được bộ mã không khách và phá quân hãm, thầy có thể là thầy chưa nhìn thấy cái lá số chi tiết đâu, mà chỉ là luận huynh đệ qua một nhúm sao như này thôi, thì khả năng là độ chính xác nó sẽ giảm đi rồi. Nhưng mà khi ăn bộ mã không khách phá quân, riêng phá quân mà đi kèm với địa kiếp đắc địa ấy, thì nó lại là một cái khả gọi là phản vi kỳ cách, nó không phải là xấu nhá. Phá quân có thể sai bảo được không kiếp, vậy nên là khi mà vào đây thì cố hướng em nói các ngành như sau này, như kiểu ngành xây dựng là cái thứ nhất, cái thứ hai là ngành công trình, hoặc các cái ngành mà đi thanh tra, đi giám sát, nếu mà vào được binh nghiệp thì rất là tốt. Hy vọng là có giờ chuẩn nhá. Vâng, đấy, riêng thằng Đức con cũng rất là muốn hướng cho nó, muốn chăm lo cho nó. Con mãi mới đẻ thằng con cầu tướng cầu của chú bói thật. À. Mà, không đẻ nữa nhưng mà mãi lần sau mai đẻ con mấy tuổi, 6 tuổi. Nếu mà được cầu tự thì đứa con đấy có nhiều cái đặc biệt lắm, xem là số xem. Nó cao và nó
xinh lắm, xinh nhất nhà luôn. Thế à? Như công tử luôn. Thường thường đã là con cầu tự thì sẽ có một số điều sóng gió đấy. Thường thường như thế này, đã là quan thì là quan hẳn, còn không thì tướng cướp hẳn. Nó rất là nghịch và nó ngỗ ngược lắm. Thường thường là con cầu tự mà được xin như thế thì thường thường là vậy. Nếu có uốn lắng ngay từ nhỏ thì rất dễ hỏng. Nhưng mà trong khuôn khổ mà vẫn phát bởi vì lúc đó là bố mẹ con ở nhà thì con chỉ có ở với em con thôi mà, hai chị lấy chồng rồi. Ừ, thầy nhắc thế bởi vì huynh đệ có pháo quân mà. Pháo quân mà gặp địa kiếp, địa không chiếu về như thế này thì cái vấn đề nghịch là hoàn toàn là có. Và nếu mà dạy dỗ không kỹ thì sao cái pháo quân này nó sẽ rất là dễ đi lầm đường. Người ta nói là pháo quân hãm hoặc không kiếp thì hoặc là tướng quân hay là tướng cướp mà. Một phần thôi, bởi vì thầy không xem được trọn bộ lá số nên là thầy chỉ khuyên qua những cái mà ở cung huynh đệ này có thôi. Nhá. Còn hội cả tuế phá và địa võng nữa đây này. Thường thường xem muốn xem cho ai để xem là số chính thì đó là tốt nhất rồi. Cứ xem thông qua như thế này chỉ nói được một phần tính cách, một phần sức khỏe, chứ còn làm sao mà nói được các đại hạn được. Bởi vì nó làm gì có. Với một xem một lá số đầy đủ còn đang luận lòi cả mắt ra ấy chứ. Vâng, con tử tức, tại bạch có bạch hổ nhá. Bạch hổ thì chưa hẳn. Bạch hổ thì đúng là có thể là có phần âm, có ảnh hưởng đến phần âm nhưng chưa chắc đã là vong vong bên ngoài nhá, có thể là vong gia tiên. Con trai của con khóc khóc ngặt nghẽo mà khóc tím tái luôn này, sáng hôm sau lại chơi bình thường, nhà đi xem thì lại bảo là bị vong chiên. Thôi được rồi, hôm nào mà kiểm tra về phần điền trạch, thường thường như thầy đã nói con rồi đấy, cung đất của con thì lúc nào thường thường có vong. Thế nên là hóa ra là con đã phát hiện ra rồi à? Vâng, thực ra ngày trước con không hề biết gì đâu, nhưng mà về sau thì như thế, thế xong con nghe tử vi của thầy thì thầy bảo là tam môn là có vong gì gì đó, thì con cũng cứ ứng là con nghĩ là chắc là đúng. Không phải tam môn đâu, một mình tam môn không nói lên điều gì cả. Ở đây nó có những cái sao mà không có, ví dụ âm sát này. Âm sát là sao về bên tâm linh. À đúng rồi, trên mạng không có sao đó rồi. Đúng rồi, chỉ có bên tử vi của thầy thì nó có thêm âm sát. Âm sát thường thường là vì sao tăng môn thì không hẳn, một mình sao tăng môn nó không quyết định được nhà có vong đâu, phải thêm hội thêm rất nhiều sao nữa. Thêm một điểm nữa thầy ạ. Sao? Con nói ra con cũng ngại, nhiều lúc con thấy hai vợ chồng con hay cãi nhau, con nghĩ chắc là do phần do vong vừa phá. Kiểm tra thôi, cứ từ từ nhá, đăng ký đi, bởi vì là cứ đăng ký kiểm tra đi, vì là thường thường việc kiểm tra vong là thầy kiểm tra hoàn toàn miễn phí, vậy nên là cũng nhiều người đăng ký. Con đăng ký bây giờ thì được lấy mã kiểm tra sớm nhá. Nhưng mà chồng con không tin, thế cho nên là con nhờ người thì phải lấy. Ừ, con nhờ thêm một bạn nào đó. Nhà thì có con với cả có bà giúp việc rồi, nhưng mà con sợ ít quá thì không vào được. Thì cứ nhờ thêm một người nữa, bởi vì là hợp căn nữa. Con cứ nhờ thêm một người nữa, ai cũng được, thầy gọi cho. Con gái đàn bà dễ hơn đúng không ạ? Đúng rồi. Vâng, vâng. Bởi vì là kiểm tra vong mà gọi vong phải gọi hẳn họ lên cơ, thì lúc đó giải nó mới triệt để được. Chứ giải thế kia thì thực sự thầy không biết các thầy khác làm như thế nào, nhưng mà đa số thầy không nói tên các thầy ra, nhưng một số người đi giải vong của các thầy khác thì cuối cùng khi mà về xem tử vi của thầy, thầy gọi lên thầy vẫn lên. Vẫn còn đúng không ạ? Đúng rồi, vẫn lên. Và thầy hỏi là ở bên kia có đánh đập gì không thì họ bảo có. Và thường thường những cái vong khi mà bị đánh đập đi rồi thì thường thường họ lúc đầu thì họ cũng không định hại đâu, hoặc là họ hại nhẹ hơn, nhưng sau khi đánh đập xong về họ còn hại nặng hơn ý. Vì mình thuê thầy đánh họ thì họ làm sao mà ngồi yên được nữa. Nhá, giải vong thì tốt nhất là tìm ai đó, không cần phải nhất thiết là nhờ thầy, nhưng mà tìm một ai đó họ có cái khả năng mà siêu thoát vong mà không lên dùng những cái gì tà thuật hoặc là dùng cái gì đó tra tấn thì là tốt nhất.
tra tấn nếu mà đi được thì tốt, còn một khi nó đã không đi được mà vong đấy nó lì hoặc nó có khả năng cao hơn ấy thì yên tâm là về nhà nó sẽ phá ra tới nơi tới chốn nhá.